Dạ bác, em Bắc Hùng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả bác và tất cả các anh em đến với kênh. Thì tiếp tục thì em sẽ đi vào ghép cái con Crest Audio 4601 này và là với cái đôi lo bass 40 của hãng Beway, đó là đôi lo SB5 bò cạp nha bác nha. Thì đôi này thì bass 40 một chiếc keng, thùng cực kỳ là to và như là hàng bên em tiến về lại còn nghiêng tem cờ, còn rất là đẹp cho tất cả bác. Và con Crest 4601 này thì video trước thì em cũng đã giới thiệu với tất cả bác. Thì con này chạy 24 sò và hàng chắc Mỹ nồi, điện 100V, công suất là 350W trên kênh 8 ohm, 485W trên kênh 4 ohm chế độ ST và 825W trên kênh 8 ohm chế độ mono. Đấy. Và em sẽ ghép với là cái đôi lo Beway để xem chất âm như thế nào, và cũng như là mời tất cả bác chúng ta cùng thưởng thức lắng nghe, cũng như là chia sẻ cái nhận xét về cái chất âm của cái bộ phối ghép này. Thì em ghép trực tiếp từ con đói vào cái đôi lo thôi nha, không có thông qua bất cứ một cái thiết bị thứ ba nào. Đấy, đánh trực tiếp vào đó nha, từ đói vào lo để các bác nghe âm thanh nó trung thực hơn. Rồi ok các bác, bật nguồn nha. Rồi đây là nháy. Quạt máy vào chạy chậm lại nha.
kê các bác đó, đánh cực kỳ là uy lực nha, đánh bắt 40 đó, quá là uy lực luôn. Chắc ông phải gọi là canh đét và cũng như là trúng chỉ tiếng sáng và bắt rất là gọi là bắt nó mềm, nó gọi là nó mềm nó sâu nhưng mà nó không kéo đuôi nha mấy nha. Bắt về dòng Crest Audio thì nó không kéo đuôi đấy, nên là bắt nó nghe nó rất là gọn, cực kỳ là uy lực luôn đấy. Đánh vào đôi lo SP 5 của V-Way thì quá phê, chất âm cực kỳ là hay đó, theo em đánh giá. Còn các bác nào có nhận xét riêng của mình thì các bác comment nhận xét ở phía dưới video nha, để anh em tham khảo cũng như là có kinh nghiệm cũng như là học hỏi thêm đó. Vâng, và báo giá cho tất cả các bác sản phẩm Crest Audio 4601 giá là 11 triệu bao ship, còn đôi lo SP 5 B-Way thương hiệu nhãn hiệu Combo Cặp đó, thì đôi lo này có giá là 20.500.000, giá bên em đã bao ship luôn cho tất cả các bác. Cặp lo rất là to nên bên em là cũng bao ship luôn đấy, và giá bên em là bao tốt trên thị trường. Thị trường cặp này hiện tại nếu mà cặp lo đẹp như thế này giá dao động từ 23.5 đến là 24 triệu đó, còn nếu mà xấu hơn tí nữa thì 22 triệu. Riêng bên em hàng bao đẹp. À, về giá tốt thì giao cho anh em tốt, về giá cao thì giao cho anh em nhất hơn tí đó. Thì đối chung là cân đối để cho anh em sở hữu được những sản phẩm chất lượng nhất, chứ cũng không phải là cứ một giá mà bán nha bác nha. Xấu đẹp thì cũng một giá mà bán thì nó không phải. Rồi ok, các bác nào có nhu cầu thì alo cho Quốc Hùng nha. Em xin cảm ơn và hẹn lại tất cả các bác.